Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Âm sắc hương bình. Thưa quý vị, dân ca là một nguồn giá trị quý báu và lâu đời của mỗi dân tộc. Thời gian trôi đi, trong đời sống hiện đại ngày nay, những làn điệu dân ca vẫn là một dòng suối ngọt lành trong nền âm nhạc nghệ thuật truyền thống. Những điệu lý, điệu hò, những bài bản ca Huế vừa mang giá trị nghệ thuật đậm chất vùng miền, vừa là một tấm gương phản chiếu đời sống tinh thần của nhiều người, nhiều thế hệ. Trong chương trình Âm sắc hương bình hôm nay, Thùy Trang thân mời quý vị cùng thưởng thức những điệu lý, điệu hò trữ tình khoan thai, mang sắc thái êm đềm tươi vui và đầy mộng mơ của cảnh vật và con người xứ Huế. Thank you.
sóng gió xa mưa, sóng gió xa mưa mà Phật nghiệp riêng mang, sóng gió xa mưa mà Phật nghiệp riêng. Giao duyên miên man nhờ Huế mà chúng ta vừa thưởng thức còn có tên gọi khác là Lý Huế Tình. Lời ca của điều Lý này như bộc lộ nỗi niềm tâm sự thầm kín, sự hoài mong, nhung nhớ, hèn thề nửa duyên. Giai điệu có tính chất ngâm ngời, lên xuống, trầm bồng, mượt mà, tha thiết. Mới thấy Lý Huế gọi tròn những sắc thải cảm xúc qua từng nét nhạc lời ca. Tiếp theo chương trình là điều Lý Năm Canh, hay còn có tên gọi là Lý Gia Khúc. Điều Lý này có chất của hơi nam, thuộc nhóm Lý Buồn, dùng thời gian để miêu tả diễn biến tâm trạng, trạng thái tình cảm. Đặc biệt, phần giai điệu của Lý Năm Canh thể hiện rất rõ những thay đổi về mặt cảm xúc, giai điệu dần đi xuống như đè nén nỗi nhớ nhung chờ đợi. Đời
trụ tàn hương, đồng đây tình như huyền ảo, hiền dân mùa tàn là sang canh năm. Lý Tử Vi hay còn gọi là Lý Trăm Hoa cũng là một trong những điệu lý đặc trưng tiêu biểu của dân ca xứ Huế. Điệu lý này thuộc thể loại lý buồng, có hơi nam, âm điệu phảng phất một nỗi buồn dịu nhẹ. Với nhịp điệu trầm buồn, Lý Tử Vi như một lời độc thoại tự sự với những cảm xúc nhớ thương, hoài niệm. Sạc mưa rơi đêm nghe, sao sạc mưa rơi, tiếng đêm xa vòng, tiếng ngơ với tiếng đây mưa rơi khắp chuồng trong. Theo giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê,
dân ca Huế với những dòng ca tuyệt vời của các nghệ nhân. Khi thì êm dịu như hương thơm tỏa ra từ một bông hoa, khi thì xót xa như dòng người đang khóc, khi thì uể oải như những cái nhìn nào đó của người đàn bà trong những đêm hè oi ả, khi thì vui vẻ giống như tiếng lao xao của bầy chim trong mùa xuân, đã thẩm vào thể xác và tâm hồn bạn, đã lên vào trong mạch máu của bạn, làm cho khắp người bạn phải rung mình khoái trá. Được sản sinh ra trên vùng đất có nhiều nét đặc thù, dân ca xứ Huế đã đem đến cho bức tranh toàn cảnh của dân ca Việt Nam những nét riêng biệt, đậm chất vùng miền. Theo dòng thời gian, giá trị của dân ca Huế vẫn mãi vẹn nguyên, vẫn là những khúc dân ca mang đến nhiều cảm xúc đẹp trong lòng người thưởng thức. Ở đó còn là bức tranh cuộc sống đa sắc màu, là sông Hương, núi Ngự, là con người, đất trời xứ Huế. Con chẳng